Dịch COVID-19 đang có những diễn biến rất phức tạp, tâm lý lo lắng khiến nhiều người lao động làm ăn sinh sống từ các tỉnh thành có dịch trở về địa phương, đặc biệt là vào dịp Tết. Vì vậy, để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn, chính quyền xã Chí Nang đã tuyên truyền cho bà con nhân dân và vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về quê dịp Tết khi không thực sự cần thiết. Gia đình bà Lương Thị Tiền, bản Cải, xã Chí Nang có con trai làm ở Hải Dương. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, bà Tiền rất lo lắng cho con. Mặc dù cả năm con đi làm chưa về thăm nhà, nhưng gia đình bà cũng luôn gọi điện thăm hỏi và dặn dò con chú ý phòng bệnh thật tốt. Được các thành viên ban giám sát phòng chống dịch COVID-19 thôn đến tuyên truyền, bà Thiền càng hiểu rõ hơn trong thời điểm này và quan tâm tới con, và điều tốt nhất cho con cũng như cho cộng đồng là gọi điện động viên các con yên tâm ở lại làm việc, không trở về quê khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhà đó là bây giờ tình hình là dịch bệnh tợn nên là con em đi làm ăn xa không nên về, thì cô cũng khuyên như thế, thì em cũng biết là vâng thế thôi, cũng biết làm sao được. Thì từ xưa đến nay thì em cũng chả về bữa nào đi, và hiện tại bây giờ thì cũng ngoài kia lại đang bùng dịch lại nên cũng biết là có khi con cũng không về. Hết năm hết Tết đến thì cũng lắm lúc cũng muốn cho con về thật, nhưng mà dịch như thế này thì về cách ly, lên xã cách ly mất 14 ngày, mùng 6 cháu lại đi rồi thì chả biết làm, thì cũng biểu là cũng không về nữa. Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân trong xã đón năm mới 2022 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, xã Chí Nang đã chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng, thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2022. Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, tuyên truyền cho bà con nhân dân và vận động người thân đang sinh sống làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không thực sự cần thiết, kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly y tế theo đúng quy định. Nhưng trong thời gian tới, thì đặc biệt là cái dịp cận Tết này, thì tình hình con em đi làm ăn xa của xã Chí Nang còn trên 70 người nữa. Thì về công tác tuyên truyền để cho con em hạn chế về quê hương trong dịp Tết này, nhất là ở các vùng dịch, thì chúng tôi cũng đã có văn bản gửi cho các thôn, các ban giám sát của thôn để tuyên truyền cho các hộ có con em đi làm ăn xa để hạn chế, tốt nhất là hạn chế về trong cái dịp này cũng như cái dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Thì các hộ cũng đồng tình ủng hộ, vì cái này thì các hộ thì cũng đã tự nhận biết được rồi cái vấn đề mà dịch dã tại địa phương cũng như là của cả nước, qua cái thông tin truyền hình và của trung ương cũng như của tỉnh, của huyện trong cái thời gian qua, nên là họ cũng nắm được cái tình hình đó, nên là họ rất ủng hộ cái chủ trương của xã là hạn chế cho con em về địa phương trong dịp này cũng như dịp Tết. Bên cạnh đó, xã Chí Nang cũng đang chỉ đạo tăng cường quản lý các hoạt động vui xuân, đón Tết, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.